để hỗ trợ cho bà con nhân dân các nhóm du lịch cộng đồng có cơ hội tiếp cận thị trường và hỗ trợ cho huyện Xín Mần đẩy mạnh phát triển du lịch. Từ ngày 20-21 tháng 9, Văn phòng Plan Hà Giang phối hợp với Ban điều hành dự án Plan huyện Xín Mần tổ chức các hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch tại huyện Xín Mần. Tham gia chương trình có 50 đại diện các công ty lữ hành, cá nhân làm du lịch, chủ nhà nghỉ, nhà hàng, các đơn vị vận tải, đơn vị vị truyền thông, các IAO Uber, TikToker, Facebooker trong và ngoài tỉnh. Chương trình đã diễn ra nhiều hoạt động tại các điểm du lịch, danh lam thắng cảnh trên địa bàn huyện Xín Mần như tham quan bãi đá cổ Nấm Dần, trải nghiệm nét đẹp văn hóa truyền thống dân tộc Nùng bao gồm gói bánh chưng gù, thêu dệt trang phục, thưởng thức các tiết mục văn nghệ múa, ngựa giấy, múa ngỗng, tham quan thác Tiên, đèo gió, thăm các hộ dân làm du lịch cộng đồng ở xã Nấm Dần, tham quan cảnh quan thảo nguyên suối Thầu, thị trấn Cốc Bài, thăm một số gia đình tại thôn La Chí Trải, xã Nàn Ma để khảo sát khả năng xây dựng mô hình du lịch cộng đồng trong thời gian tiếp theo, khảo sát khả năng phát triển dịch vụ du lịch của huyện tại khu vực lòng hồ thủy điện Bách, xã Bà Vầy Sủi. Ông Dương Văn Tuy, giám đốc văn phòng Plan Hà Giang chia sẻ, đây là hoạt động nằm trong chương trình Tiến về phía trước với mục đích bảo tồn và tôn vinh các giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc, đồng thời quảng bá, giới thiệu nét đẹp văn hóa truyền thống và phong tục, tập quán của đồng bào, thể hiện tinh thần đoàn kết dân tộc, tạo dấu ấn tốt đẹp và sức hấp dẫn thu hút khách du lịch đến huyện Xín Mần, góp phần liên kết phát triển du lịch với các huyện giáp danh và với các tỉnh bạn, tạo cơ hội để các doanh nghiệp du lịch tìm hiểu, mở rộng thị trường, xây dựng các sản phẩm du lịch, từ đó tạo cơ hội cho phụ nữ phát huy vai trò xây dựng kinh tế gia đình, từng bước xóa đói giảm nghèo, nâng cao chất lượng đời sống. Chương trình Tiến về phía trước do Đại sứ quán Ireland tại Việt Nam tài trợ, triển khai từ năm 2023, dự kiến đến năm 2028 tại xã Nàn Ma và Nấm Dần, Xín Mần. Chương trình quảng bá, xúc tiến du lịch nhằm tìm ra sinh kế cho người dân trong vùng dự án Plan và khảo sát đánh giá tiềm năng làm kinh tế cho phụ nữ. Bên cạnh đó, hỗ trợ các lớp tập huấn kỹ năng về làm du lịch như tập huấn nấu ăn, định hình các sản phẩm du lịch, cách tiếp cận thị trường và nhu cầu thị trường về làm du lịch cộng đồng,